Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng kính chào các bác. Vâng, ngày hôm nay thì bên trung tâm điện tử Anh Phương phải nói rằng là về được những con đẩy DK mở ra phải nói nó đẹp đến mức độ mà không tưởng luôn. Đúng là một dàn đẩy. Cái điều này nó chính là cái khẳng định tại sao nhiều anh em, nhiều bác khách hàng cứ luôn luôn gọi điện hỏi anh Phương là có đẩy DK là 600 về chưa. Đấy. Rồi là có những bác đã chơi đẩy DK là 600 thì bạn bè anh em của mình cũng rất là muốn mua những con đẩy DK, hoặc là bố vợ sang cũng thích con đẩy DK của con rẻ. Cho nên chỉ nhắn nhủ là bao giờ có đẩy DK thì nhớ mua cho bố một con nhé. Thì xin báo cáo các bác đã ý định mua đẩy DK cho bố vợ thì ngày hôm nay đã có đẩy DK đẹp về cho các bác đây. Tết này sẽ không biếu bố vợ bằng bia hay là thịt gà khoanh giò nữa, biếu hẳn luôn con đẩy này. Đấy. Thực ra là các bác mà khéo ra một chút thì tiền đằng nào cũng tiền của vợ. Đấy. Tiền của mình là tiền của vợ, mà tiền của vợ là của vợ chắc chắn rồi. Cho nên là bác nào mà khéo mà lại biếu bố vợ con đẩy này thì em nghĩ là vợ yêu vợ quý suốt đời luôn. Mời các bác hãy cùng ngắm nhìn trước cho em về ngoại thất của nó. Đây là những con đẩy tuyển. Cái lô này nó có tất cả là 50 con. Thì hiện tại thì anh Phương tuyển được về khoảng hơn chục con. Đấy, hơn chục con đẩy DK NA600. Máy đẹp long lanh, mặt mũi sáng sủa. Đấy. Quà biếu Tết nó phải thế này các bác. Đấy. Con đẩy này nó có khả năng đánh được những cây gì thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu tiếp này. Về nội thất của máy này, nguồn của nó thì nguồn đồng xịn rồi. Nguồn đồng xịn. Con này thì máy của nó cực lành, chạy cực lành. Nó chạy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4, 7, 28 sò Toshiba của Nhật. Nguyên cái dàn sò này đã đủ chất để cho chúng ta gọi là khẳng định về chất lượng. Rồi là ngay cái thanh tản nhiệt của nó, các bác nhìn cái thanh tản nhiệt nó khôn không? Đúng cái chất gọi là nhôm xịn. Và trên này nó ghi rõ logo của hãng DK. DK Audio Power Ampli LA Series. Đấy. Con nào cũng thế, con nào cũng đẹp. Đấy. Con này chạy 4 quả gió, máy êm thì thít luôn, không nghe tiếng động. Ngoài cái dàn sò công suất ra nó còn thêm tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tức là 14 sò bù áp. Cộng thêm cái dàn tụ lọc, các bác nhìn tụ lọc của nó này. Đấy. Hiếm con đẩy nào có dàn tụ lọc mà nó nhiều đến mức độ như này. Cho nên là công suất của nó thoải mái cho các bác có thể đánh được 2 đôi bát 30. Đấy. Hoặc là một đôi bát 30 với mà một bát 40, hoặc là với một đôi loa lời. Rất hợp lý. Máy thì đẹp như trong tranh. Các bác nhìn những con trở này. Hiếm con lô nào mà nó lại mới đến mức độ như thế này. Đấy. Máy trắng tinh luôn. Đẹp không tì vết. Tất cả những cái chi tiết linh kiện của DK đều có tem của công ty luôn, có mã của công ty. Đây, DK này. Đấy. Từ trên sản phẩm này cũng có DK này. Trên này cũng có DK này. Rồi các vỉ mạch này cũng có DK này. Từ những vỉ mạch nhỏ nhất. Vâng, đây là một món quà để anh Phương dành cho các bác, cũng như là món quà Tết với giá rất tốt. Với những con đẩy DK này, giá của nó chỉ khoảng độ trên dưới 5 triệu đồng một con. DK LA600. Số máy của anh Phương là 0971998555 để chúng ta có thể kịp thời có những món quà ý nghĩa nhất dành cho các người thân.